Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và như thường lệ, năm nào cũng thế, chúng ta sẽ có một cái thời kỳ các bạn sẽ được chứng kiến và các bạn sẽ được nhìn thấy rất là nhiều những cái tin đồn về những cái chiếc iPhone. Và đặc biệt, đến thời điểm hiện tại thì chúng ta không còn là những cái tin đồn nữa, mà đó sẽ là những cái hình ảnh leak và từ những cái chiếc iPhone dummy. Và iPhone dummy như thế nào thì mình cũng đã chia sẻ các bạn rất là nhiều ở trong những cái video clip trước rồi. Chính vì vậy, video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tập trung vào idol của năm 2021, iPhone 13 đã có cái phiên bản dummy rồi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích dựa trên những cái hình ảnh, những cái file mà mình nhận được để thử coi là trên cái iPhone 13 này nó sẽ có những cái gì đặc biệt nhé. Và ở thời điểm hiện tại thì ngay tại chuỗi cửa hàng của Sevonet, đại lý uy quyền của Apple đang có trợ giá mùa dịch với iPhone 11 VNA chỉ hơn 13 triệu đồng. Và bạn có thể truy cập ngay vào đường link ở bên dưới phần miêu tả của video để bạn có thể tiện theo dõi. Và ngoài ra thì còn có rất nhiều những cái chương trình ưu đãi vô địch dành cho những cái khách hàng mua hàng tại Sevonet. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là Sevonet sẽ free ship tất cả những đơn hàng vào mùa dịch này. Và các bạn chỉ cần ngồi tại nhà và chúng ta đặt hàng thì sẽ có shipper giao tới tận nhà cho các bạn nhé. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi đến với nguồn gốc của những cái phiên bản dummy này. Đó chính là từ những cái nhà làm ốp lưng. Và cái tin leak mà mình nhận được đó, ở trên Twitter đó, thì cũng là từ một cái anh có tên là Sony Dixon. Và đặc biệt, cái điểm đặc biệt của cái tấm hình đó là tất cả những cái chiếc iPhone của chúng ta đều đã được đeo ốp lưng. Chính vì vậy, cái nguồn mà rò rỉ ra những cái bản dummy này hay là những cái thông tin này sẽ đến từ những cái nhà sản xuất ốp lưng. Tại vì các bạn đã biết rồi, hiện tại là cuối tháng 6 rồi và khoảng tháng 9, tháng 10 thì chúng ta sẽ có cái sự kiện ra mắt iPhone 13. Chính vì vậy, thời điểm hiện tại là một cái thời điểm mà Apple bắt đầu giao những cái dummy này, những cái mẫu thiết kế đã được làm sẵn để cho những cái người làm ốp, những cái hãng làm ốp họ làm, và khi mà ra iPhone thì chúng ta chỉ việc bán thôi. Và dựa trên cái tấm ảnh post này thì chúng ta cũng có thể biết được là cái iPhone 99% nó có cái thiết kế như thế nào rồi. Và bạn có thể thấy chưa có năm nào mà cái tin leak này nó sai cả. Từ cái thời mà mình nhớ mình làm con iPhone X cho tới nay, gần như những cái bản dummy, những cái bản leak này ra là nó thành sự thật luôn. Chính vì vậy, chúng ta cứ coi như là cái thiết kế này nó thật đi thì sẽ có cái chuyện gì xảy ra nhá. Rồi, bắt đầu. Chúng ta sẽ có tổng cộng 4 cái chiếc iPhone. Và theo như mình nhận được á, thì chúng ta sẽ có một cái mẫu iPhone 2021 với màn hình là 5.4 inch, màn hình OLED đàng hoàng. Hai cái mẫu iPhone 2021 với cái màn hình là 6.1 inch OLED. Rồi, và một mẫu đó chính là 6.7 inch, thì nó cũng tương tự như là iPhone 12 mini nè, 12, 12 Pro và 12 Pro Max. Chúng ta cũng sẽ có iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro và 13 Pro Max, 4 con tương tự như cái năm nay. Rồi, cái điểm tiếp theo đây chính là ở cái phần mặt lưng, chúng ta sẽ cảm thấy có một cái sự thay đổi một tí, và cái sự thay đổi này mình không thích một tí nào. Ở cái phần mặt lưng này chúng ta sẽ có một cái kiểu xếp camera, đó chính là được đặt chéo hai cái cụm camera này lại ở trên cái con iPhone 13 cũng như là con iPhone 13 mini. Tuy nhiên á, thì cái kiểu thiết kế này thực sự mà nói thì mình cảm giác nó bị lệch một xíu và nhìn nó không có được cân đối, nhìn nó, nói chung là mình nhìn vào mình không cảm thấy được là mình cảm thấy mình yêu thích và mình thích mắt với cái con máy này. Và về phần mặt sau thì cả con 13 Pro và 13 Pro Max thì cũng thế. Nhưng và Apple họ đặt xéo cái cụm camera như vậy không phải là không có lý do, khi mà hãng nào cũng muốn nâng cái chất lượng rồi nâng cái cảm biến nó to lên thì Apple họ sắp xếp như vậy thì sẽ không có làm cái cụm camera này nó phình to ra, và nó vẫn giữ nguyên cái kích thước như cũ trên con iPhone 12 mini, giống y chang như vậy luôn. Và đương nhiên là đã 13 mini mà chúng ta xếp xéo như vậy á thì 13 không lẽ chúng ta lại xếp thẳng như 12 đúng không? Chính vì vậy Apple họ cũng sẽ xếp xéo luôn để hai cái thiết bị này nó có một cái tính thống nhất và có một cái sự đồng bộ khi mà người dùng họ nhìn vào hai cái dòng sản phẩm chưa phải là cao cấp nhất của Apple. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Thực sự thì nhìn sơ qua các bạn sẽ không cảm nhận được cái sự khác biệt. Tuy nhiên nhìn thật kỹ vào thì các bạn có thể nhận ra cái cụm camera này, cả cái cụm vuông này nhá, nó sẽ được làm to ra
Và như lúc nãy mình đã nói, tại vì Apple họ không muốn cái cụm này nó to lên ở trên con 13 mini cho họ, nên họ buộc phải đặt chéo. Còn với cái con iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max thì không có cách nào để chúng ta có thể xếp được ba cái cụm camera này, ba cái camera này theo một cái kiểu cái xếp khác. Chính vì vậy Apple họ buộc phải zoom to cái cụm camera này lên. Chính vì vậy trên cái hình ảnh này các bạn có thể dễ dàng nhận ra cụm camera ở trên 13 Pro và 13 Pro Max cực kỳ là to. Đó, tiện thể đây thì chúng ta cũng đã có luôn cả hình ảnh của những cái chiếc ốp lưng rồi. Và mình thấy thì ốp lưng thì thực ra nó chỉ khác về cái kích thước thôi, chứ nó không có khác quá nhiều, cho nên là chúng ta cũng không có nhìn nhận được gì từ những cái chiếc ốp lưng này. Xoay qua về cái phần mặt trước, và thực sự đối với những cái phiên bản đông mì á, phần mặt trước vẫn là một cái bí ẩn, là một cái điều rất là bí ẩn khi mà mình nhận được cái phiên bản đông mì. Tại vì các bạn đã biết rồi, bản đông mì mặt trước hoàn toàn là màu đen. Chính vì vậy chúng ta phải soi rất là không sao, cuối năm lại xin anh Huy đổi lên iPhone 13 Pro thôi. Ok, và tiếp tục video. Và với những cái phiên bản đông mì này á, thì hoàn toàn chúng ta không thể biết được là màn hình iPhone sẽ trang bị cái gì, pin bao nhiêu, dùng chip gì, RAM bao nhiêu. Ok, chúng ta sẽ không thể nào biết được cái phần này. Đông mì nó chỉ đơn giản là một cái vỏ iPhone thôi, lắp cái phần mặt kính vào để các bạn có thể biết được là cái hình dáng của nó như thế nào. Chứ đông mì không phải là một cái bản iPhone mà có tất cả những cái linh kiện ở bên trong. Đó, cho nên là chúng ta vẫn có thể không có biết được là năm nay Apple họ có mang Touch ID quay trở lại với cái chiếc iPhone 13 hay không. Tuy nhiên theo mình dự đoán thì năm nay vẫn sẽ không. Tại vì mình thấy thực sự là đã không cần thiết nữa rồi. Tại vì lúc trước mình cũng là một người rất cái thích cái Touch ID. Tuy nhiên từ khi mà mình quay qua mình sử dụng con iPhone 12 Pro và cho tới thời điểm hiện tại thì gần như mình đã quên đi là mình có sử dụng cái Touch ID lúc trước rồi. Và mình đã quen với cái việc là sử dụng Face ID. Cho nên về bản thân mình thì mình có Touch ID thì ok dùng, còn không có thì thôi, mình cũng không quan tâm là Apple họ có bỏ qua hay không. Một cái điều nữa đó chính là màn hình 120Hz. Thì đương nhiên chúng ta sẽ không có thể biết được là có được trang bị hay không. Tuy nhiên thì mình cũng hy vọng là chúng ta sẽ có màn hình 120Hz. Mặc dù Apple đã làm cái màn hình 60Hz của họ cực kỳ là tốt, tối ưu với tất cả những cái ứng dụng, tất cả những cái app với cái hệ điều hành iOS. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn có 120Hz để chúng ta có thể mượt lại càng mượt hơn. Rồi, về mức giá thì có thể trong năm nay iPhone 13 vẫn sẽ chỉ giữ những cái mức giá tương tự như là iPhone 12 lúc trước thôi. Đó chính là dao động từ khoảng $900 cho tới 1.100. Ok, và chúng ta sẽ có cái khoảng giá là như vậy. Và trong năm nay thì tất cả những cái linh kiện mà được Apple cho vào trong hộp á, thì chúng ta vẫn sẽ chỉ có cáp sạc thôi. Và mình nghĩ iPhone 13 vẫn chưa phải là cái chiếc iPhone mà chúng ta bỏ đi cái cổng sạc, vẫn còn cái cổng sạc ở đó. Và các bạn cứ hy vọng đi, chúng ta vẫn sẽ có thêm một cái sợi dây để chúng ta có thể cóp sạc, cóp tất cả mọi thứ để có thể sạc, vẫn hơn là không có, đúng không các bạn? Cho nên có thể là sang năm Apple họ sẽ bỏ đi cái cổng sạc, nhưng mà hiện tại thì chúng ta còn, thì chúng ta vẫn cứ tận hưởng cái điều này. Rồi, ok, và đó sẽ là tất cả những cái thông tin mà mình nhận được về những cái bản đông mì đã có ở trên thế giới. Và mình cũng đã nhờ cái chị bên ngành hàng để có thể tìm về cho mình những cái bản đông mì tương tự như thế này, để mình có thể làm clip cũng như là mình so sánh với các bạn kỹ hơn về độ dày về màn hình, độ dày của máy, hay là độ dày của cụm camera, hay là kích thước của camera là bao nhiêu, thì mình sẽ tiện để so sánh hơn. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Và nếu như thấy video nào hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.